Trên thế giới, CNN, Ukraine chắc chắn thua nếu Mỹ không viện trợ thêm. Số người vô gia cư ở Mỹ tăng mạnh. Tây Ban Nha, 14 nhân viên sân bay bị bắt vì nghi trộm hành lý ký gửi. Trung Quốc cảnh báo nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Tại Việt Nam, cam sành ế ẩm phải đổ bỏ, tranh Trung Quốc 100.000 đồng 1kg được yêu thích. Đi ăn buffet, đôi nam nữ đút túi 4kg hải sản mang về. Người dân phải bắc thang leo vào nhà vì làm đường. Sài Gòn thông xe cầu cửa ngõ rút ngắn quãng đường từ 10km còn 500m. Bắc Bộ bước vào đợt rét đầu tiên, nền nhiệt giảm đột ngột tới 10 độ C. Hải ơi xin kính chào quý vị, rất vui được tiếp tục gặp lại quý vị trong chương trình tối nay ngày 16 tháng 12 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. CNN, Ukraine chắc chắn thua nếu Mỹ không viện trợ thêm. Trong lúc gói viện trợ cho Kiev tiếp tục bị tắc tại Quốc hội Mỹ, Washington và các đồng minh đang đánh giá nguy cơ năng lực phòng thủ của Ukraine suy yếu và thua trận. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết rằng, không thể đảm bảo thành công khi chúng tôi hỗ trợ, nhưng họ chắc chắn sẽ thất bại nếu không có chúng tôi. Quan điểm này tương tự với nhận định của một nhà ngoại giao châu Âu. Việc giành thêm và giữ lãnh thổ khó xảy ra nếu như Mỹ không tiếp tục hỗ trợ. Ngoài ra, các quan chức phương Tây lo ngại việc Mỹ dừng hoặc trì hoãn hỗ trợ cũng sẽ ảnh hưởng đến việc viện trợ từ các đồng minh khác. Ngày 15 tháng 12, Ukraine đã hứng một đòn nữa khi mà Hungary chặn gói viện trợ bổ sung của Liên minh châu Âu, dù đàm phán về vấn đề này sẽ tiếp tục diễn ra vào tháng 1. Nhiều người lo ngại rằng nếu Washington không tiếp tục có hỗ trợ, các quốc gia châu Âu cũng sẽ làm như vậy. Giờ đây, giới tình báo phương Tây đang tính toán xem liệu Ukraine có thể cầm cự được bao lâu nếu không có sự trợ giúp của Mỹ và NATO. Một quan chức quân sự cấp cao nữa của Mỹ cũng ước tính còn vài tháng nữa, kịch bản xấu nhất là Kiev sẽ có bước thụt lùi đáng kể hoặc thậm chí là bị đánh bại vào mùa hè năm sau. Các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đang bắt đầu sử dụng tiết kiệm đạn dược trong khi Nga bắn trả với tỷ lệ gấp 5-7 lần. Số người vô gia cư ở Mỹ tăng cao kỷ lục. Các quan chức Liên bang Hoa Kỳ cho biết nước này đã chứng kiến tỷ lệ người vô gia cư tăng mạnh lên 12% trong bối cảnh giá thuê nhà tăng vọt và tiền hỗ trợ sau dịch COVID-19 bị cắt giảm. Báo cáo do Bộ Phát triển Nhà và Đô thị SUD của Hoa Kỳ công bố vào hôm ngày 15 tháng 12 cho biết, tính đến tháng 1 năm nay, Mỹ đã có hơn 650.000 người vô gia cư. Đây là tỷ lệ người vô gia cư cao nhất kể từ khi mà cơ quan này bắt đầu nghiên cứu chủ đề này vào năm 2007. Thư ký Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Marcia Fugger cho biết, kết quả báo cáo cho thấy nhu cầu giải pháp khẩn cấp với vấn đề này. Tỷ lệ vô gia cư ở các gia đình có trẻ em thậm chí còn ở mức tăng cao hơn với gần 16%. SUD cho biết điều kiện thuê nhà vào năm 2022 cực kỳ thách thức với giá thuê tăng hơn gấp đôi so với những năm gần đây. Tuy nhiên, xu hướng này hiện đã hạ nhiệt so với đầu năm. Bốn tiểu bang có số lượng người vô gia cư cao nhất ở Mỹ là California, New York, Florida và Washington. Tây Ban Nha, 14 nhân viên sân bay bị bắt vì nghi trộm hành lý ký gửi. Vào hôm ngày 15 tháng 12, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết 14 nhân viên tại một sân bay lớn của nước này đã bị bắt giữ vì nghi trộm hành lý ký gửi của khách. Cảnh sát đã thu giữ những món đồ trị giá khoảng 2,2 triệu đô la Mỹ từ nhóm nhân viên tại sân bay lớn nhất ở đảo Tenerife. Trong số đó thì có 29 đồng hồ đeo tay sang trọng, 120 mặt hàng trang sức, 22 điện thoại di động cao cấp cũng như là các loại thiết bị điện tử và khoảng 14.000 đô la Mỹ tiền mặt. 20 nhân viên sân bay khác cũng đang bị điều tra. Sân bay Nam Tenerife đón khoảng 11 triệu hành khách mỗi năm, hầu hết là khách du lịch châu Âu. Theo như tuyên bố của cảnh sát, cuộc điều tra bắt đầu sau khi ngày càng có nhiều hành khách phàn nàn về việc đồ đạc trong hành lý của họ bị thất lạc. Cảnh sát cũng cho biết các vụ trộm xảy ra khi mà hành lý đang được đặt trong hầm hàng của máy bay. Kẻ trộm đã mở vali, lấy những món đồ có giá trị rồi đóng vali trở lại. Giới chức cũng tin rằng các nghi phạm đã đầu tán nhiều mặt hàng khác trên mạng hoặc tại các cửa hàng của địa phương. Chuyển qua những tin tức đáng chú ý khác. Trung Quốc cảnh báo nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Vào sáng nay ngày 16 tháng 12, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ thấp, dự báo một đợt lạnh kéo dài đến ngày 19 tháng 12 trên phần lớn đất nước này.
Truyền thông nhà nước dẫn lời nhà chức trách cho hay, một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc cùng với các khu vực dọc sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà có thể chứng kiến nhiệt độ suýt soát hoặc phá vỡ mức thấp kỷ lục so với cùng kỳ của các năm trước. Theo như dự báo, thành phố Y Xuân ở tỉnh Hắc Long Giang có thể ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục âm 47,9 độ C vào đầu tuần tới, phá vỡ kỷ lục hồi tháng 1 năm 1980. Tại tỉnh Hà Nam, tuyết rơi và đường đóng băng cùng với sương mù dày đặc đã gây ra nhiều vụ tai nạn trên một số đường cao tốc. Thời tiết giá rét diễn ra sau khi mà Trung Quốc đã trải qua một mùa hè với nhiệt độ cao kỷ lục và lũ lụt tàn phá nặng nề miền Bắc đất nước này. Trong những năm gần đây, quốc gia tỷ dân đã liên tục gánh chịu hàng loạt thiên tai và thảm họa thời tiết bất thường. Chuyển sang phần tin tức tại Việt Nam. Cam sành ế ẩm phải đổ bỏ, tranh Trung Quốc giá 100.000 đồng được yêu thích. Thưa quý vị, một bài viết nói về chủ đề này được đăng tải trên Facebook đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ khi nói lên hiện trạng rằng cam sành hạng nhất ngọt nước 6.000 đồng 1kg không ai mua, người dân không bán được phải đổ đi. Trong khi đó, chanh Quảng Đông không nước, chỉ bọc một lớp ni lông vận chuyển về Việt Nam không hư hỏng gì thì giá lại 70.000 đồng 1kg, vẫn mua uống. Người này cũng chia sẻ thêm, tương truyền là ở Quảng Đông có một loại chanh rất ít nước, bán ế tới mức cần giải cứu. Rồi một idol TikTok quay lại cảnh làm nước chanh này phải giã tay để cho ra nước, thế rồi thành trend trà chanh giã tay. Hương vị thì được cộng đồng mạng ví như là nước rửa chén. Giờ thì Trung Quốc không cần giải cứu nữa, Việt Nam nhập nhiều về bán, nhà nhà đổ xô đi mua. Vâng, quý vị thân mến, đó đúng là câu chuyện đang xảy ra hiện nay khi từ tháng 11 đến tháng 12, trend trà chanh giã tay len lỏi trên khắp các tuyến phố từ Hà Nội cho tới Sài Gòn. Không khó để bắt gặp cảnh người dân xếp hàng dài trước các cửa hàng để mua được những ly trà chanh giã tay với giá từ 35 đến 50.000 đồng. Từ mức giá bình dân, loại chanh này của Trung Quốc đã vọt lên mức 80-100.000 đồng 1kg, đắt gấp khoảng 3 lần giá chanh của Việt Nam. Ở chợ đầu mối, hàng chục tấn chanh Quảng Đông được tiêu thụ mỗi đêm. Cùng thời điểm với cơn sốt chanh Quảng Đông, thì tại tỉnh Vĩnh Long, thủ phủ cam sành lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, giá cam sành trong những ngày qua chạm đáy. Những hộ nông dân trồng cam sành có liên kết bán được giá từ 4-5.000 đồng 1kg, còn những hộ trồng bên ngoài có lúc bán giá từ 1-2.000 đồng 1kg. Đi ăn buffet, đôi nam nữ đút túi 4kg hải sản mang về. Ngày 15 tháng 12, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ bài viết về hai vị khách đi ăn buffet tại một nhà hàng đã đút túi 4kg hải sản chín mang về. Theo nội dung bài viết chia sẻ, hai vị khách dùng bữa tối tại nhà hàng với giá 409.000 đồng một suất. Đây là suất buffet hải sản nướng và lẩu có kèm theo cua. Tuy nhiên, lúc ra về, cặp đôi nam nữ đã bị phát hiện đã lén bỏ vào túi khoảng 4kg hải sản gồm 10 con cua, 5 con ghẹ, 7 con tôm và 7 chiếc bánh bao. Ngay sau khi bị phát hiện, hai người đã giải thích rằng do ăn đồ còn thừa nhiều không muốn lãng phí nên mới mang về. Tuy nhiên, hình ảnh ghi lại được cho thấy vị khách đã chuẩn bị sẵn túi lớn để đựng, ngoài ra còn liên tục đổi chỗ ngồi để giấu đồ ăn mang đi. Quản lý nhà hàng xác nhận, đây là vụ việc mới xảy ra tại nhà hàng Buffet Chết Dung có cơ sở nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh vào ngày 13 tháng 12. Phía nhà hàng đã cân nhắc, suy nghĩ trong vài ngày rồi quyết định chia sẻ vụ việc như một lời nhắc nhở với khách nên có hành vi lịch sự, văn minh và tôn trọng quy định khi đi ăn buffet. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong, gần 20 ngày qua, một số hộ dân tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phải bắc thang leo vào cổng nhà do đơn vị thi công dự án đường tự san hạ phần cổng nhà thấp hơn khoảng 3 mét so với trước đây. Một người dân cho biết, cuối tháng 11, đơn vị làm đường bắt đầu san hạ phía trước nhà. Khi ấy, chồng tôi hỏi đơn vị thi công, được biết nền đường chỉ hạ khoảng 50-80cm và khẳng định gia đình không cần lo lắng. Sau đó, gia đình đi vắng vài ngày, khi về đến nhà thì đã thấy mất cổng vào. Không chỉ vậy, việc bị mất cổng cũng khiến sinh hoạt của gia đình người phụ nữ này bị đảo lộn. Để có thể vào nhà, gia đình này phải dùng một chiếc thang gỗ treo qua bức tường đất cao khoảng 3 mét. Việc vận chuyển đồ vật hay là nông sản ra vào nhà là việc bất khả thi. Về vấn đề này, ông Hoàng Văn Tuyên, Chủ tịch xã Văn Khúc thông tin đã yêu cầu đơn vị thi công dự án về việc tạo lối lên cho người dân, đồng thời nhà thầu cần nâng độ cao mặt đường, hỗ trợ gia đình tạo dốc thoải vào trong sân để đảm bảo an toàn. Tại Sài Gòn, thông xe cầu cửa ngõ rút ngắn quãng đường từ 10km còn 500m.
Sáng ngày 16 tháng 12, thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Long Đại bắc qua sông Tắc, kết nối hai phường là Long Bình và Phước Long. Cầu có chiều dài 765m, rộng 14m với tổng mức đầu tư là 354 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào tháng 3 năm 2017 đến năm 2019 tạm ngưng thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Đến cuối năm 2022, công trình tái khởi động và đến nay đã hoàn thành các hạng mục. Người dân cũng cho biết ai cũng vui mừng và gọi đây là cây cầu mơ ước bởi họ đã chờ đợi hàng chục năm nay kể từ ngày có dự án để có hôm nay cây cầu được đưa vào sử dụng. Khi chưa có cầu Long Đại, người dân phải đi đường vòng gần 10 km rất xa, nay đoạn đường đã được rút ngắn chỉ còn 500 m. Bắc Bộ bước vào đợt rét đầu tiên, nền nhiệt giảm đột ngột tới 10 độ C. Quý vị thân mến, với những người đang sinh sống tại miền Bắc, có lẽ là sẽ cảm nhận rất rõ ràng việc nhiệt độ giảm đột ngột trong sáng ngày hôm nay, nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh. Đến trưa ngày 16 tháng 12 thì nhiều khu vực nền nhiệt tại thủ đô đã giảm sâu xuống khoảng 14 độ C, chênh lệch nhiệt độ có nơi lên tới 10 độ C so với sáng sớm. Và theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi phổ biến từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt không khí lạnh này, ngày 18 đến ngày 19 tháng 12, miền Bắc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh mạnh nữa. Các tỉnh miền Bắc ít mây về đêm và sáng, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá và sương muối. Các chuyên gia y tế cũng cho biết, thời tiết thay đổi đột ngột sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý, trong đó có hai bệnh đặc biệt nguy hiểm cần chú ý, gồm tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Do đó, người cao tuổi hoặc người có tiền sử mắc bệnh tim mạch hay là cao huyết áp, tiểu đường nên hạn chế ra ngoài trời lạnh đột ngột vào buổi đêm và sáng sớm. Sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, chuyên khoa, bổ sung đầy đủ nước và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Người dân cũng cần duy trì chế độ ăn uống, tập luyện khoa học, tránh căng thẳng, nên vận động nhẹ nhàng 3-5 phút trước khi xuống giường vào buổi sáng. Không tắm quá muộn cũng như là không tắm nước lạnh, tránh uống rượu trước khi ra ngoài chơi vì rượu làm giãn nở các mạch máu trên da khiến cơ thể cảm thấy ấm hơn trong khi thực sự lấy đi nguồn nhiệt ra khỏi cơ quan quan trọng. Khi có các triệu chứng nghi ngờ, quý vị hãy đến ngay các cơ sở y tế gần nhất và cũng đảm bảo sức khỏe cho mình và gia đình trước những ngày đông sắp tới quý vị nhé. Cuối cùng, xin chúc quý vị có một sức khỏe tốt, một tinh thần sảng khoái và chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại!